Chào các bạn, hôm nay mình làm video này xin giới thiệu một số dòng sản phẩm của camera G-Home Camera. Thì sản phẩm này do DigiWorld phân phối chính thức. Đây, trên tay mình là camera G-Home 1080. Thì phía trước mình có camera G Cloud Dome 1080. Đây là camera G Dome 720, camera G-Home 720 và camera này giống G-Home 1080. Mình sẽ tiến hành bóc hộp. Đây là bản quốc tế nha các bạn. Bản quốc tế. Và chúng ta xem trong hộp có gì. Đây là điều kiện bảo hành. Đây là sách giới thiệu. Bảo quốc tế là tiếng Anh thôi nha các bạn. Xem phụ kiện có gì. À, phụ kiện là đây là cáp nguồn, đây là cốc cốc nguồn 5V 1A. Thì sau khi đã khui hộp xong thì chúng ta bắt đầu cắm điện để kết nối. Rồi chúng ta bắt đầu kết nối nguồn điện. Rồi, về được kết nối. Sau khi kết nối điện thì camera sẽ nói là Welcome to G-Home Camera. Welcome. Ok. Waiting to connect là chờ kết nối. Thì bắt đầu trên điện thoại chúng ta cần có cần tải ứng dụng G-Home. G-Home nha các bạn. Đây. Nhấn vào. Thì cái này mình đã tạo tài khoản sẵn rồi. Thì tạo tài khoản, các bạn vào tạo tài khoản thì có thể đăng nhập bằng Gmail, đặt password tùy ý. Nhưng mà cái phần mà password thì các bạn lưu ý là mình đặt password, cái từ đầu tiên phải viết hoa bằng chữ, các cái từ tiếp theo là chữ và số, từ 8 tới 16 cái từ chữ và số, cái từ viết đầu tiên là mình phải viết hoa. Và nhớ phần kết nối là nhớ click vô câu này. Đó, click chỗ này, không click chỗ này nó không cho đăng nhập được. Thì bắt đầu giờ nhập, bắt đầu đăng nhập. Rồi, bắt đầu đăng nhập. Nhớ nhấn vào cái ô tích nha các bạn. Rồi, đây là giao diện chính của ứng dụng nha. Khi nào các bạn cần kết nối thì nhấn dấu cộng. Nhấn dấu cộng, chọn đúng camera. Đây, chọn có các chuyên mục camera thì hiện tại mình đang đang cài là camera G-Home 1080. Đây. Mình sẽ nhấn là sau mình nhập mật khẩu wifi. Rồi mình phải đưa cái QR code này cho camera nhìn nha các bạn. Rồi quét cực nhanh luôn các bạn, quét cực nhanh luôn, không giống như cái hàng nội địa nha, hàng bảo quốc tế quét cực nhanh luôn. Rồi camera báo là đã kết nối wifi thành công. Thì giờ mình nhấn next nha các bạn. Cho nó quét tần số wifi. Rồi. Kết nối thành công. Cái bước rất đơn giản, thời gian kết nối rất nhanh thì mình chọn đại một cái phòng nào đó đi ha. Rồi nhấn save. Lưu lại. Giờ start using là bắt đầu xem. Thì xin phép mình quay camera ra một hướng khác. Ở đây mình wifi mình hơi yếu rồi. Hiện tại là camera mình chưa lột cái găng tay nha, chưa lột cái siêu trên màn hình ra. Đó. Camera đã kết nối thành công. Vậy là camera đã kết nối thành công và các bạn có thể vào tùy chọn để cài đặt. Rất đơn giản, cái này là chỉ là tiếng Anh thôi. Rồi. Video clip này mình đã hướng dẫn các bạn sơ bộ về một số dòng camera và cách cài đặt camera G-Home. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.